Văn hóa ẩm thực truyền thống là nét văn hóa tự nhiên trong cuộc sống đời thường. Đối với người Việt Nam, ẩm thực không những là nét văn hóa về vật chất mà còn là văn hóa truyền thống về tinh thần. Ẩm thực truyền thống Việt Nam là một nét đẹp không thể thiếu và cần được phát triển để bạn bè thế giới có thể biết đến và đón nhận. Ẩm thực truyền thống người Việt được biết đến với nhiều nét đặc trưng như tính hòa đồng, độ đa dạng, ít mỡ, đậm đà hương vị với nhiều loại gia giảm kết hợp để tăng mùi vị, sức hấp dẫn trong từng món ăn. Việc ăn thành mâm hay sử dụng đũa và đặc biệt trong bữa ăn không thể thiếu cơm trắng chính là tập quán chung của cả dân tộc Việt Nam ta. Bên cạnh những nét chung về ẩm thực thì mỗi một vùng miền lại nét đặc trưng ẩm thực vùng miền riêng. Văn hóa tinh thần của Việt Nam trong ẩm thực chính là sự thể hiện những nét đẹp trong văn hóa giao tiếp, là sự cư xử giữa người với người trong các bữa ăn, làm vui lòng nhau qua cách ứng xử lịch lãm, có giáo dục. Việc ăn uống phải có những phép tắc nhất định, lề lối riêng từ bản thân đến trong gia đình hay các mối quan hệ ngoài xã hội. Qua đây chúng ta có thể hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống cũng truyền thống của người Việt Nam mình. Không đơn thuần là những món ăn ngon, mà còn là những nét văn hóa để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho bạn bè trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Theo xu thế hội nhập phát triển của một dân tộc giữa cộng đồng quốc tế hiện nay, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng. Phải biết vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại vừa biết kế thừa, không đánh mất đi các giá trị văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc Việt của dân tộc ta. Ẩm thực truyền thống Việt Nam nằm trong nguyên lý lấy tự nhiên làm gốc, vừa ngon vừa lành với những đặc trưng như có nền văn minh lúa nước nên các món ăn thường được chế biến từ gạo, nước chấm là nước mắm hoặc tương bần, món chính kết hợp cùng nhiều món phụ như chả giò ăn rau. Tuy nhiên, hiện nay văn hóa ẩm thực Việt trở nên lai tạp, hỗn độn, nhiều tinh hoa ẩm thực bị biến dạng. Sự xuất hiện của các loại thức ăn nhanh, đồ ăn vặt hàng quán tác động tiêu cực đến bản sắc ẩm thực truyền thống. Thói quen ăn cơm hộp, đồ ăn chế biến sẵn khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Các bữa cơm gia đình ngày càng thừa thớt, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ẩm thực Việt ngay từ hôm nay. Sưu tầm, lập nên hệ thống lý luận về ẩm thực Việt, món ăn đặc trưng, mẹo nấu ăn dân gian ngon, nghiên cứu tinh túy văn hóa ẩm thực truyền thống. Bên cạnh đó, các chuyên gia văn hóa ẩm thực cùng hợp tác với các trường dạy nấu ăn, các doanh nghiệp thực phẩm để kế thừa phát huy hội nhập bản sắc văn hóa ẩm thực Việt một cách toàn diện nhất.